cái gì hết. Nghe ban giám khảo nói thì mình cũng thấy đúng là như chưa có bung hết, muốn lắm nhưng mà nói chung là cố gắng hết sức với cái mình đã làm, nhưng mà cũng nghĩ là mình còn làm được nhiều hơn thế nữa. Bây giờ em cảm thấy rất là thoải mái và cũng có một cái gì đó thấy hơi thất vọng về mình. Mình thấy các anh chị nhận xét rất là đúng và mình sẽ lấy cái mấy cái lời nhận xét đó để về học hỏi các anh chị và có thể hoàn thiện bản thân tốt hơn nữa. Tối nay là em nghĩ là biểu diễn của mình là em hát tốt, nhưng mà hồi hộp lắm. Hồi hộp và nhìn anh Bánh Kiều và chị Tuy Minh và anh Dương. Hồi hộp nhưng mà fan kick. Em thấy rất nhẹ nhõm và rất là xúc động khi nghe chị Tuy Minh cũng như là ban giám khảo anh Bằng Kiều và anh Phương nhận xét ạ. Và tại vì lúc trước khi thi em có sự cố về giọng cho nên là em đã khóc vào bây giờ em hát xong em khóc nhé. Ôi mẹ ơi, nhưng mà nói chung là em khóc về rất vui ạ. Em thấy khá là tiếc nuối tại vì trên sân khấu em chưa thể hiện hết được khả năng của mình, vẫn còn rất là run. Em phải kiểm điểm lại cách giữ bình tĩnh của mình vì em hay bị mất kiểm soát, và sau đó là cố gắng hơn về cái giọng hát của mình, biết được điểm mạnh như điểm yếu của mình và cách chọn bài nữa, và cố gắng rất là nhiều. Em cảm thấy mình cần phải cố gắng thật là nhiều. Em biết thế mạnh của em là gì? Gương mặt nè, sự trẻ trung, thần thái của mình. Nếu ngày hôm nay em không quá duyên, thoải mái hơn, lôi cuốn mọi người hơn nữa, không bằng cái thần thái của mình. Thủy Tiên ngày hôm nay thì tôi cũng hơi tiếc, nhưng mà tôi thấy rằng đó cũng là một cái sự chính xác, vì khi mà vào đến vòng trong này thì chúng tôi đòi hỏi những thí sinh phải chuyên nghiệp hơn, phải giỏi hơn. Thì đối với một cô gái 16 tuổi như vậy là rất giỏi rồi, nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng cũng chưa đủ để bước đi tiếp. Cũng rất là tiếc bởi vì Thủy Tiên là một cô gái 16 tuổi. So với mặt bằng chung, Thủy Tiên vẫn còn non nớt. Do bạn có sự trẻ trung, nhưng mà chúng tôi mong rằng là bạn còn thời gian để rèn luyện thêm và trở lại với Việt Nam Idol. Em nghĩ là đây là một cái bước dừng rất là đúng lúc của Thủy Tiên, để cho em ấy làm cái cuộc dạo chơi cho mình, làm một cái bệ phóng và một cái hành trang cho những ngày sắp tới nếu như mà em muốn theo đuổi con đường Việt. Đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu lớn như Việt Nam Idol mà lại quay trực tiếp, với lại cái cơ hội được đi hát em cũng không được nhiều, đi hát phòng trà rồi đi hát mọi nơi. Mấy năm gần đây thì em chỉ dành thời gian cho học thôi, cho nên là em cũng hơi tiếc nuối một tí, nhưng mà không sao, em coi đây như là một cuộc chơi và Việt Nam Idol là một bước đệm đầu tiên, em làm hết sức mình là được rồi. Em rất là cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo. Những thí sinh nữ ngày hôm nay tôi thấy là các giọng hát giữa các bạn đều hơn là các bạn thí sinh nam, cái sự chênh lệch nó không có nhiều và rất là màu sắc. Tôi nghĩ hôm nay các bạn nữ đã khắc phục được cái phần tâm lý hơn các bạn nam, và thật ra các bạn nữ cũng tự tin hơn để trình diễn các phần thi của mình. Có Janice Phương thật sự rất là xuất sắc. Nếu mà nói là mình đã thực sự thỏa mãn với cả những phần trình diễn của các bạn gái trong buổi tối hôm nay chưa, thì mình xin thẳng thắn nói rằng là chưa đủ. Và mình luôn luôn mong muốn rằng là
đòi hỏi cao hơn từ các bạn nữa, bởi vì mình biết rằng là các bạn có thể làm được tốt hơn nữa. Tuy nhiên, nói thì nói vậy thôi, nhưng thực sự là có những phần trình diễn trong buổi tối ngày hôm nay như là của Jenny Phương, của Trà My và Thảo Nhi cũng thấy được cái sự cố gắng của các bạn rất là nhiều. Mình mong muốn là tất cả các bạn trong những ngày sắp tới sẽ quyết liệt hơn nữa và sẽ vượt qua những cái giới hạn của bản thân. Và các mùa thì lúc nào cũng vậy, các bạn nữ thường là sự tự tin và chịu cái áp lực và những cái số đầu tiên vào cái nhập cuộc tốt hơn các bạn nam, nhưng các bạn nam sẽ dần dần quen dần và các bạn nam sẽ tự tin dần. Và với năm nay thì tôi thấy rằng các bạn nam có một cái sự trẻ trung, một sự tươi mới, cho nên tôi rất mong những cái vòng sau các bạn nam sẽ là những cái người tỏa sáng. Điều mà mình mong muốn các thí sinh trong đêm thi sắp tới đó chính là quyết liệt. Quyết liệt, và mỗi khi một giây một phút nào các em ở trên sân khấu, các em hãy hát như rằng là ngày mai